Vâng ạ, kính thưa quý khán giả, thì một trong những cái tin mà chúng ta cũng nên lưu ý nhất về liên quan đến cái cuộc chiến tranh thương mại, không phải chỉ riêng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng mà nó là liên quan đến Mỹ đánh ai cũng đánh, nhất là phía bên Liên Âu cũng đưa đến cái việc mà sẽ đánh thuế phía bên Liên Âu. Nhưng mà mới đây thì lại có tin là Tổng thống Trump sẽ lùi lại cái ngày đánh thuế, thay vì ngày mai tức là ngày thứ tư thì sẽ lùi lại cho đến có thể 6 tháng sau. Thì theo anh Bình, lý do tại sao? Đó là một chuyện không ngoan. Cái kỹ nghệ xe hơi của Mỹ nó và Âu Châu nó bị cái liên hệ chằng chịt với nhau, phức tạp lắm, chứ phải không? Ở một thời xưa đó, mọi người nghĩ đến xe Âu Châu, nghĩ đến BMW và những thứ Rolls Royce, và những chiếc xe luxury đó từ mình Âu Châu đi qua thì đánh thuế không ăn nhập gì đến mình. Nhưng cái phức tạp đó ở đây là xe các công ty xe hơi của Mỹ và công ty con xe hơi của Âu Châu họ có nhiều cái liên doanh với nhau, làm ăn chằng chịt lắm. Cho nên ví dụ như Chrysler với Fiat thì giờ đang có cái kế hoạch có thể merge lại nhau. Và những công ty của Mỹ đầu tư bên Âu Châu cũng nhiều nữa. Cho nên mỗi lần đánh thuế xe hơi của Âu Châu đó, thì có cả những xe Mỹ mà sản xuất ở Âu Châu đưa trở về Mỹ. Và những công ty ở Âu Châu thì họ cũng có chi nhánh ở Mỹ. Cho nên đánh thuế xe từ bên Âu Châu qua đây thì cũng ảnh hưởng phần nào đến kỹ nghệ xe hơi của Mỹ. Đấy, nhập nhằng với nhau, chưa kể là kỹ nghệ mà auto part. Auto part tức là đồ phụ tùng xe hết. Các công ty phụ tùng ở Mỹ xuất cảng sang Âu Châu cũng nhiều. Và nếu mà xe bên Âu Châu mà bán qua Mỹ và bị khựng lại thì ảnh hưởng đến những công ty phụ tùng đang làm việc ở Mỹ. Cho nên cái chuyện nó phức tạp lắm. Và cái một những tiểu bang mà bị ảnh hưởng trực tiếp nhất là Michigan. Ông Trump ổng làm cái gì mà đụng đến xe hơi đó, ông phải hỏi ý kiến những chuyên gia Tây Tổ ở Michigan. Trong đó có những nhà đầu tư ở GM. Và American Motor, Chrysler và cả cái triệu người công nhân của Mỹ làm việc trong cái ngành xe hơi và ngành phụ tùng xe hơi tại Michigan và Ohio. Cho nên trong lúc này mà đụng vô chuyện xe đó là một cái chuyện thứ nhất nó không cần thiết. Tại vì kỹ nghệ xe hơi của Mỹ ở Michigan họ cũng chẳng có, cái mà họ ngán nhất là bên Nhật. Chứ còn đối với Âu Châu không, chưa phải là cái mối đe dọa của Mỹ. Cho nên ông Trump dời cái thuế này lại là đúng, khôn ngoan. Dạ vâng, thế thì cái vấn đề đặt ra đó là về cái liên quan đến anh vừa trình bày vấn đề thuế, vấn đề bầu cử năm 2020 thì Michigan cũng là một tiểu bang rất là quan trọng cho cuộc tranh cử 2020, đúng không ạ? Mà nếu mà để mất cái tiểu bang này trong cái cuộc bầu cử sắp tới, nó cũng là một cái đe dọa đến cái ghế tổng thống. Đúng ạ. Ông Trump thắng Michigan nó khoảng chừng 40.000 phiếu, có thể là ít hơn nữa. Và Michigan thì có đến 16 cái phiếu cử tri đoàn, cho nên nó là một những tiểu bang quan trọng nhất trong cái vùng Trung Tây đó. Mà đã nhờ đó mà ông Trump trở thành tổng thống ngày hôm nay. Cho nên bất cứ chuyện gì mà đụng đến cái kỹ nghệ xe hơi và kỹ nghệ phụ tùng xe hơi.